người yêu chị lâu đến thế? Em đứng mỏi hết cả chân rồi này. Chị cũng chẳng biết nữa. Anh ấy vừa mới gọi điện cho chị bảo là gần về đến nơi rồi. Chị cũng chẳng hiểu tại sao mà đến giờ này vẫn chưa về. Thôi, mọi người chịu khó chờ thêm một lát nữa đi. Chắc cậu ấy sắp đến rồi đấy. Nhưng mà... Thôi, không có nhường nhịn cái gì cả. Nếu không đợi được ấy, thì vào trong nhà đi. Eo ơi, thời buổi nào rồi mà còn đi xe đạp đến ra mắt nhà người yêu nữa. Sao anh đến muộn thế? Anh gặp chút chuyện cho nên đến muộn một tí. Lát nữa anh sẽ kể với em sau. À, giới thiệu với anh, giới thiệu với My. Đây là anh Nam, là bạn trai của em ạ. Dạ, em chào anh ạ. Em là Nam, người yêu của Lan Anh. Dạ, hôm nay em có chút quà mọn mang đến tặng gia đình mình. Mong mọi người không chê ạ. Ôi giời ơi, là người một nhà với nhau cả mà. Khách sáo làm cái gì hả? Bao kiệt sỉ thế. Đến nhà người yêu ra mắt mà có mỗi một cái hộp quà như thế này thôi á. À, tại hôm nay anh vội đi quá cho nên anh không chuẩn bị chu đáo. Thôi để lần sau anh bù nhá. Thôi, nhìn anh thì tôi cũng biết là chả mong đợi được gì rồi. Anh nói kiểu gì vậy hả? Em nói sự thật mà. Chị nhìn anh ta mà xem, quần áo thì sộc sạch, mặt mũi thì lấm lem, lại còn đi xe đạp đến ra mắt nhà người yêu nữa. Quà thì có mỗi một tí thế này. Em chả hiểu sao chị lại yêu được anh ta nữa. Anh mau khuyên chị Lan Anh đi. Bảo chị chia tay với anh ta đi. Chứ anh ta không xứng đâu. My, em nói ít lại đi. Đây là chuyện của người lớn. Trẻ con như em không biết gì đâu. Đi vào nhà đi. À, dạ, thôi anh ơi. À, lỗi là do em ạ. Em vội quá cho nên không chú ý đến lễ nghĩa. Anh thông cảm. My, anh Nam là người yêu do chị chọn. Anh ấy có xấu hay đẹp thì cũng chỉ có chị mới có quyền nói ở đây. Em đừng có mà dở cái giọng coi thường người khác qua vẻ bề ngoài như vậy đi. Anh Nam là người tốt, anh ấy quan tâm, chăm sóc cho chị. Chị cảm thấy như vậy là đủ rồi. Anh ạ, bây giờ em và anh Nam có việc ở trên thành phố. Em xin phép anh cho bọn em lên thành phố sớm ạ. Ơ kìa, vừa mới về mà đã đi rồi. Ở lại ăn bữa cơm đã. Dạ thôi, để khi khác. Mọi người ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Khi nào mà bọn em rảnh, bọn em sẽ về quê thăm mọi người sau ạ. Em xin phép. Dạ, em xin phép đi trước ạ. Em xin lỗi nhá. Tự nhiên anh lại phải nghe những lời không hay. Em không ngờ là con bé My lại có thể nói những lời như vậy. Em xin lỗi phải để cho anh nghe những lời như thế. Không sao đâu, cái My nó còn nhỏ mà, anh không trách nó đâu. Em sẽ về nhà nói chuyện với nó để cho nó hiểu chuyện hơn. À mà tại sao ngày hôm nay anh lại đi xe đạp về quê em vậy? À, xe làm sao thế nhở? Alo, anh đây. Anh gần đến nơi rồi. Em bảo mọi người đợi anh một chút nhá. Ừ, anh biết rồi. Anh làm gì đấy? Tôi xin lỗi anh về sự thô lỗ này. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi ra mắt nhà bạn gái. Thế nhưng mà xe của tôi lại bị hỏng. Xe anh hỏng liên quan đến tôi. Anh có thể nào cho tôi thuê lại chiếc xe đạp này được không? Hoặc là anh có thể bán lại cho tôi. Tôi trả gấp 3. Tôi không bán đâu. Nhưng mà tôi có thể cho anh mượn. Bạn đấy xong việc thì trả cho tôi. Nhà tôi ở đây. Được được, cảm ơn anh nhiều. Anh yên tâm, tôi sẽ trả tiền thuê xe đạp của anh. Không cần đâu, anh đi đi không muộn. Cảm ơn anh nhá. Alo, tôi gửi địa chỉ cho cậu. Cậu đến mang xe đi sửa giúp tôi nhá. Ok. Là cái duyên cái số. Tự nhiên vì chiếc xe này mà biết bao nhiêu chuyện hiểu lầm xảy ra. Đúng thế đấy. À mà thôi, đi nhanh lên. Anh với em phải đi trả xe. Không người ta thấy mượn lâu quá
Người ta tưởng anh lấy mất thì chết. Dạ vâng ạ. Lên đi, lâu lắm rồi hai đứa mình vẫn chưa đi xe đạp cùng nhau. My, sao em lên mà không báo với chị để chị ra đón? Sao chị về muộn thế? Em đứng ngoài này đợi chị mãi đấy. Tại vì công việc của chị hơi bận. Nhưng mà thế em lên đây có việc gì à? Bây giờ ở quê tìm việc khó khăn quá, cho nên em mới quyết định lên đây tìm việc. Hay là chị cho em ở đây nhá. Thế em đã bảo với anh chưa? Em bảo rồi, anh ấy bảo chỉ cần không gây phiền phức cho chị là được. Chị cho em ở lại nhá. Thôi được rồi, dù sao chị cũng ở một mình, có em ở cùng cũng vui. Em biết chị thương em nhất mà. Đi vào nhà đi. Nhà của chị to thật đấy. Thì chị phải phấn đấu bao nhiêu năm thì mới có thể xây dựng được căn nhà này đấy. Mà thôi, em ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Sau này ở đây, nếu như mà chị không có ở nhà thì em cứ tự nấu ăn nhá. Nếu như mà có gì đó không hiểu thì cứ hỏi chị sẽ hướng dẫn cho. Chị yên tâm đi, em có phải trẻ con đâu mà không tự lo được cho mình. À mà bây giờ em mới lên thành phố, chưa kiếm được việc làm, chưa có tiền. Cho nên chị sẽ cho em một khoản để em sinh hoạt. Khi nào mà em có tiền, em kiếm được việc làm thì phải tự lo cho mình đấy, biết chưa? Em biết rồi, chị yên tâm. Nhất định sau này khi mà em kiếm được tiền rồi ấy, em sẽ trả lại tiền cho chị. Không cần đâu, chỉ cần em ngoan là được rồi. Chị về rồi à? Người mà chị bảo đã đến chưa? Anh ấy đang cất đồ ở ngoài xe, cũng đến rồi đấy. My lên chơi đấy à? Đã quen với thời tiết ở đây chưa? Ok My, anh Nam đang hỏi em kìa. Vâng, em cũng quen rồi. Ngày hôm nay cho anh sang đây, ăn ké hai chị em bữa cơm nhá. Anh cứ bảo là chị tôi không buông thế. Anh nói kiểu gì vậy My? Em chỉ đang nói sự thật thôi. Chị mà không bảo anh ta ấy, thì sớm muộn gì anh ta cũng lừa hết tiền của chị đấy. Sao chị lại đánh em? Chị tát cho em tỉnh ra đấy. Em bỏ ngay cái thói khinh thường người khác đi. Em đã kiếm tiền bằng anh ấy chưa mà em dở giọng như vậy? Em... Chị và anh Nam từ trước đến giờ đều tự chủ về kinh tế. Không có ai ăn bám nhau ở đây cả. Trước khi em muốn nói gì, em phải suy nghĩ thật kỹ, tìm hiểu thật kỹ. Chứ không phải là em muốn nói gì thì nói đâu. Em chỉ đang muốn tốt cho chị thôi. Còn nếu mà chị không thích ý, thì từ giờ em sẽ không nói là được chứ gì. Em xin lỗi anh nhá. Em mời anh đến đây ăn cơm là em muốn anh và cái My hết hiểu lầm nhau. Em không ngờ. Thôi em, kệ cái My đi. Cứ để em nó ra ngoài xã hội bươn trải. Khi nào bươn trải đủ nhiều rồi thì nó sẽ hiểu thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều quá nhé. My, sao em về muộn thế à? À, tại vì hôm nay bạn em sinh nhật, cho nên vui quá thì em về muộn thôi. Không phải là riêng ngày hôm nay thôi đâu, mà trong tháng nay, ngày nào em cũng về muộn. Em đi sớm về khuya. Em biết thừa là cuộc sống ở trên thành phố này nó phức tạp, nó không đơn giản như ở dưới quê đâu. Em phải tự lo cho bản thân của mình đi chứ. Biết rồi mà, chị nói nhiều thế. Với lại em lớn rồi, em biết mình cần làm gì, chị không phải dạy đời em như thế đâu. Em muốn kết bạn với ai ấy, thì cũng phải tìm người tử tế hẳn hoi mà chơi. Em có biết là xung quanh nhà mình hàng xóm láng giềng người ta đang đồn ầm lên là em chơi bời lêu lổng với những đứa không ra gì không hả? Em biết rồi mà, em buồn ngủ lắm, em ngủ trước đây. Sao dạo này chẳng thấy anh đến thăm em thế? Anh xin lỗi, dạo này anh phải giải quyết một số việc nên không có thời gian gặp em được. Quán có chuyện gì hả anh? Nhà đầu tư đã rút vốn khỏi quán rồi. Bây giờ anh phải tìm một nhà đầu tư mới. Nếu không, khả năng quán của anh phải đóng cửa thôi. Thế thì phải làm thế nào? Mà anh đã tìm được ai chưa? Vẫn chưa. Mà My này. Sao ạ? Anh có ý này. Hay là em mượn chị gái em 300 triệu để giúp anh đầu tư vào quán. Sau này có tiền rồi, nhất định anh sẽ trả. 300 triệu ạ? Không được đâu. Dạo này em xin tiền chị em nhiều lắm rồi. Với lại 300 triệu là số tiền lớn.
Em mà xin chị ý, chị mắng em mất. Cũng được thôi, em không muốn giúp thì cũng không sao cả. Chỉ là anh đang lo cho tương lai sau này của hai đứa mình thôi. Em... Anh rất sợ. Nếu anh không có sự nghiệp thì sau này anh muốn cưới em, chị gái em chắc chắn sẽ không đồng ý gả em cho anh. Thôi, anh đừng buồn nữa. Em biết là anh lo cho em mà. Hôm nay em sẽ về vay tiền chị gái em để đầu tư vào quán của anh nhá. Thật vậy sao? Cảm ơn em nhiều lắm. Sau này anh sẽ đối xử tốt với em cả đời. Anh sợ con bé sẽ bị kẻ xấu lừa nên em để ý một chút nhá. Em nhớ rồi, em sẽ để ý hơn. À, mà con bé My nó về rồi, em nói chuyện với nó một lát nhé. Ừ, hai chị em nói chuyện đi, có chuyện gì cứ từ từ nói, cái con bé nó hiểu nhá. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Hôm nay em về sớm đấy. Không phải chị bảo với em là hôm nay phải về nhà sớm à? Em biết như vậy là tốt rồi. Chị ơi, có chuyện gì à? Chị có thể cho em vay 300 triệu được không ạ? 300 triệu? Nhưng mà 300 triệu là số tiền lớn. Em vay để làm gì? Em cần để đầu tư một dự án với bạn. Nhưng mà em lại không có tiền. Chị giúp em nhá. Thêm đầu tư gì? Đầu tư với ai? Em có thể nói rõ cho chị biết. Để có gì chị có thể đầu tư cho em được không? Em 300 triệu là số tiền lớn. Nếu như mà em không nói rõ mục đích sử dụng thì chị không thể cho em mượn được đâu. Chị cho em vay đi mà. Em hứa với chị là sau này lúc nào mà em thành công ấy, em sẽ trả lại đầy đủ số tiền cho chị mà. Chị nghĩ là bây giờ em cứ tập trung đi làm kiếm tiền đi, tích lũy kinh nghiệm, rồi sau này đầu tư cũng không muộn mà. Bây giờ em còn trẻ tuổi như thế này, kinh nghiệm thì chưa có, làm sao mà có thể đầu tư được. Chị ích kỷ thế. Hay là bây giờ chị muốn sống giàu có một mình, còn em nghèo khổ như thế nào chị cũng không quan tâm đúng không? Mì, chị không ngờ là em có thể nói với chị những lời như vậy luôn ý. Từ trước đến giờ, chị có bao giờ để cho em thiệt thòi cái gì ấy chưa? Em... từ bữa cơm đến giấc ngủ, cái gì chị cũng lo lắng cho em hết. Thế mà bây giờ em lại bảo chị là chỉ lo cho mình chị thôi à? Sao em có thể nói như vậy được nhở? Chị quá thất vọng với em luôn ý. Đã thế thì từ nay về sau em tự lo cho mình đi, đừng có mà hỏi chị nữa. Chị ơi. Anh đến rồi à? Em, tiền đâu? Đưa cho anh. Không có tiền đâu. Chị gái em bảo là bây giờ đầu tư khó thành công lắm, cho nên không cho em tiền. Em với chị vừa cãi nhau một trận xong, chị ấy còn nói là sau này sẽ không thèm để ý đến em nữa. Em đúng là cái đồ vô dụng mà. Anh Cao, sao anh lại nói em như thế? Anh xin lỗi, vừa rồi anh nghĩ đến tình hình của quán. Anh không biết là tương lai sau này bọn mình sẽ thế nào, nên anh hơi nóng giận. Anh xin lỗi nhá. Em không trách anh đâu, nhưng mà sau này anh phải tốt với em hơn nữa đấy. Được rồi, từ giờ anh hứa sẽ không nổi nóng với em nữa. Mà phải rồi, nếu như em đang cãi nhau với chị gái, hay là đến ở với anh đi. Như thế không được đâu. Chị gái em mà biết, chị đuổi em về quê sống mất. Rời ạ, em lớn rồi, em sợ cái gì. Dù sao sau này mình cũng là vợ chồng, em về ở với anh, anh sẽ đối xử tốt với em. Vậy cũng được, nhưng mà anh phải hứa đi, sau này anh phải thật tốt với em đấy nhá. Anh hứa, anh sẽ đối xử với em thật tốt. May quá, anh đây rồi. Anh mau cởi trói cho em đi, em không chơi trò này nữa đâu. Cởi trói cho em thì cũng được thôi, nhưng em phải thực hiện giúp anh một điều kiện. Có chuyện gì thế anh? Em biết là dạo này anh đang khó khăn mà, đến tiền ăn còn chẳng có. Mà em lại là người yêu của anh, vậy nên giúp anh đi. Nhưng mà em giúp anh kiểu gì bây giờ? Hay là em về xin tiền chị gái em nhá? Không cần đâu,
Em chỉ cần giúp anh đi tiếp khách thôi. Đến lúc đấy chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Em không làm như thế được đâu. Em là người yêu của anh cơ mà. Người yêu thì người yêu chứ, làm sao quan trọng được bằng đồng tiền, đúng không em? Không, em không làm như thế đâu. Con chó này, nếu mà mày không đồng ý, mày có tin là mày không còn nguyên vẹn không hả? Không, em xin anh tha cho em đi. Nếu như mày không làm, tao sẽ đẩy mày vào ổ gái, để cho mày cả đời không thoát được khỏi đấy. Em xin anh đấy, anh đừng làm như thế với em. Em là người yêu của anh cơ mà. Chắc là tao phải dạy mày một bài học để mày biết nghe lời hơn rồi. Không, em không làm đâu. Cái con bé này, mấy ngày hôm nay không về nhà mà cũng chẳng nói năng cái gì cả. Gọi điện cũng chẳng nghe máy. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Có chuyện gì vậy em? Con bé My mấy ngày hôm nay không về nhà rồi. Em gọi điện mà chẳng nghe máy gì cả. Thế nó không nói gì với em à? Thì nó có bảo với em là nó qua nhà bạn ở mấy hôm. Nhưng mà từ hôm qua đến bây giờ em gọi điện cho nó mà nó chẳng nghe máy gì. Mà cũng tại em cơ. Em to tiếng nặng lời với nó. Chắc là nó dỗi em, nó giận em cho nên mới không nghe máy. Em bình tĩnh đi. Con bé nó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nó sẽ không sao đâu. Anh sẽ nhờ người tìm kiếm nó. Có thông tin gì anh sẽ báo lại với em. Bây giờ đi nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài gọi cuộc điện thoại đã nhé. Vậy mà lại dám bỏ trốn. Ông mà bắt được thì mày chết phải không? Con kia, đứng lại. Dám bỏ trốn à? Đứng dậy theo tao về nhà nhanh. Bỏ tôi ra. Mà anh điều tra thì nhà trọ tên Cao ngay hướng kia thôi. Cho tôi một xe cấp cứu đến đường An Nam nhá. Chị, đã có kết quả điều tra chưa ạ? Em ngồi xuống. Đã có kết quả điều tra rồi. Ngày hôm nay chị vừa mới qua lấy kết quả điều tra xong đấy. Kìa em nói cho My nó kết quả điều tra đi. Đừng dọa nó nữa. Đúng rồi đấy. Chị nói luôn cho em biết đi. Nếu như hôm nay không phải là bác sĩ dặn em phải ở nhà, thế mà đến đấy trực tiếp để nghe rồi. Bình thường chị thấy hai người có ưa gì nhau đâu. Thế sao hôm nay lại xong kiếm hợp bích như vậy? Kết quả điều tra ấy, vì tên Cao bắt giữ người trái phép, lại còn bắt em phải đi tiếp khách nữa, cho nên hắn ta bị tòa tuyên án 3 năm tù giam rồi. Thế còn em thì sao ạ? Em có phải đi tù không hả chị? Cái con bé này nghĩ linh tinh cái gì đấy? Em đẩy tên Cao chẳng qua là tự vệ chính đáng thôi. Em chỉ cần phải lo tiền viện phí cho anh ta là được rồi. Thật hả chị? Em vui quá. Em cứ tưởng là từ nay sẽ không còn gặp lại chị được nữa. Em cảm ơn hai anh chị nhiều lắm. Em biết là
em đã có những suy nghĩ không đúng và khiến cho anh chị buồn lòng. Em xin lỗi. Từ nay em hứa là em sẽ trưởng thành hơn và suy nghĩ trước sau hơn. Còn anh Nam, em cũng xin lỗi anh. Tại vì em vẫn còn trẻ con cho nên có những lời lẽ không đúng và có cái nhìn phiến diện về anh. Em xin lỗi anh. Anh hãy bỏ qua cho em nhé. Anh không trách em đâu. Anh biết em còn nhỏ tuổi cho nên nhiều chuyện suy nghĩ chưa thấu đáo nên mới nói ra những lời như vậy. Anh chỉ mong rằng sau chuyện này em sẽ trưởng thành hơn và biết suy nghĩ hơn. Đừng để cho chị của em phải lo lắng nhiều nữa. Em biết rồi ạ. Em cảm ơn hai anh chị nhiều lắm. Không cần phải cảm ơn nữa đâu. Chị chỉ cần em sống vui vẻ và hạnh phúc là chị vui rồi. Em biết rồi mà. Em hứa là từ nay em sẽ chăm chỉ làm việc và sẽ trau dồi bản thân mình. Và đặc biệt là em hứa em sẽ trưởng thành hơn và ngoan ngoãn nghe lời chị, không khiến chị phải phiền lòng nữa. Em cảm thấy mình thật may mắn bởi vì có chị là chị gái đấy. Thì giờ nịnh hót thôi, không biết là có làm được không. Chị không tin em à? Em nói thật mà.